đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Nơi đây là một cái nơi cũng rất nổi tiếng của Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn năm xưa. Đó là trước mặt anh chị, đó là kênh tẻ cầu Tân Thuận cũ nè anh chị. Đây là một cái xóm ghe, người ta sống dựa vào sông nước, trên bến dưới thuyền. Đối với bến Bình Đông, với hội Hoa Xuân trên bến dưới thuyền. Còn nơi đây thì những chiếc ghe đã ở đây trên cái dòng kênh tẻ này từ ngày xưa đến giờ, họ sống dựa vào sông nước. Và cũng nơi đây cứ mỗi lần Tết đến trở thành một cái chợ hoa, bán bông hoa rất là nhiều. Và Sunny cũng muốn quay lại cái hội hoa, chợ hoa trên dòng kênh tẻ này gửi tới anh chị và các bạn. Chuẩn bị bước qua năm Nhâm Dần rồi, ghi nhận lại những hình ảnh này gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp xuân tới thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Nói đến chợ hoa Tết thì muôn hình vạn trạng anh chị ha. Chợ hoa Tết với áo dài tung tăng, hội hoa sưng, người người đi mua sắm những cành mai cả 100-200 triệu, những chậu cúc 2-4-5-6 triệu. Nhưng mà nơi đây thì như thế nào? Thì Sunny cũng muốn ghi nhận lại, đây là cái gam màu những ngày Tết của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Và đây là những chiếc ghe, và người ta cứ sống dựa vào sông nước như thế này anh chị, cứ bập bềnh theo sông nước, trôi lững lờ giống như là những nhánh lục bình trôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi con đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Gam màu cuộc sống đó anh chị. Nằm ngủ à, nằm ngủ giữa trưa hè. Sunny sẽ chạy chậm nha. Đối với con đường Trần Xuân Soạn này đó, thì ngày thường thì tất cả những chiếc ghe sống men theo dòng kênh tẻ này, họ bán trái cây anh chị. Họ đi mua trái cây về, xong đấy họ bán dọc theo trên con đường này. Nhưng mà khi mà đến Tết thì họ sẽ bán bông hoa. Con đường Trần Xuân Soạn này mỗi lần nước sông lên thì cũng ngập bên diện. Còn mé bên kia là con đường Tôn Thất Thuyết, dòng kênh tẻ. Sunny thì chạy thật chậm để ghi nhận những hình ảnh này. Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi là chúng ta bước qua năm Nhâm Dần rồi. Những chiếc ghe sống trên ghe bán mít nè. Bán trái cây, bán dừa. Đây là những chiếc ghe giống nhà của người ta luôn đó. Cái Tết đối với người giàu thì rất là hạnh phúc, nhưng đối với người nghèo thì chật vật, chén cơm manh áo. Và bên kia bán dưa hấu rất là nhiều. Dưa hấu Sunny sẽ chọn con đường Hậu Giang ở quận 6 để gửi tới anh chị nha. Bán dưa hấu người ta khắc lên nhiều hình đẹp lắm. Bán chuối, nhìn thấy cảnh này thì nhìn lại mình thì mình cảm thấy hạnh phúc quá. Bán dừa, bán bưởi,
bán chuối kìa, đó cái nhà người ta luôn đó. Nhà sập xệ men theo dòng kênh. Năm nay thì không có bán bông hoa nhiều anh chị. Trên con đường này thử chạy lên chút xíu thôi. Con đường này thật là dài, từ cầu Tân Thuận nó kéo dài đến cầu Ông Lớn luôn anh chị. Rêu sò, cua Cà Mau. Bập bềnh. Lẩu cua, cua hấp à, cái này chắc lụm cái tấm bản hiệu ở đâu đó về che trắng thôi. Bập bềnh theo sóng nước. Đây là chiếc ghe bầu nè đó, người ta ở trên chợn luôn này, ngày đây mai đó. Không biết các em có được đi học hay không. Xin lỗi anh chị, ngày Tết thì quay những cảnh này, nhưng mà xin đi muốn cái gì nó thực tế. Nhiều gam màu cuộc sống mà. Dừa. Rồi con đường này rất là dài, thôi chúng ta đi tiếp nha anh chị. Nơi đây thì để nhắc nhớ một cái nơi cư xá Ngân Hàng, giống như cư xá Thanh Đa anh chị. Cư xá Ngân Hàng mé bên tay trái nè, những con đường bàn cờ đó, bắt đầu bông mai bông hoa lên rồi đó. Cái này cũng trên bến dưới thuyền. À, đây là khu vực quận 7 đó. Hoa giấy, quá trời hoa giấy luôn. Cả xe đó, những chiếc ghe hoa giấy kìa, chở hoa giấy rất là đẹp. À, nếu mà anh chị muốn giá bình dân á, thì rẻ thì qua bên Trần Xuân Soạn đó. Bình Đông thì đi ngắm nhìn thôi, còn giá để mua về á, thì ghé Trần Xuân Soạn. Những chiếc ghe bầu hoa giấy đầy luôn. Rồi chúng ta đi chợ mai kìa, nhìn thích ghê chưa. Đó, đâu nhất thiết phải qua bến Bình Đông anh chị ha, qua để ngắm, để chụp hình. Còn bên đây là để mua, để ủng hộ cho bà con nông dân. Một năm vất vả, thấy là họ chở dưới miền Tây lên đây và buôn bán. Những cái ghe này, ghe mới thì mình sẽ biết được là họ chở lên Trần Xuân Soạn bán ban Tết. Còn những chiếc ghe mà ở tồn tại ở đây á, thì họ nói chung là họ che bạc, họ phủ lại gì nhìn là biết liền à. Đây à, bữa nay trời nắng, nhưng mà trời nắng phơi nắng chút xíu, nhưng mà để cho hình ảnh đẹp gửi tới anh chị và các bạn. Cuộc sống muôn màu muôn sắc. Rồi chúng ta đi nha, nhìn đẹp quá, nguyên một cái dàn ghe. Oh, hoa mai. Rồi hoa mai nụ không là nụ nè. Đó, nụ quá trời nụ. Cái này là đi là không có hỏi giá nha anh chị ha, đi quay để anh chị thấy cái cảnh cuộc sống thôi. Những ngày giáp Tết. Rồi cây mai, quá đẹp cây mai kìa. Nụ không là nụ.
không biết dùng từ nào để tả nữa. Nụ nè, nụ như thế này là ra kịp ngày Tết. Một số cái tiểu cảnh nhìn cũng dễ thương nè, cũng đẹp nè. Năm nay thì bông giấy nhiều, bông giấy ở chợ Lách Bến Tre nhiều lắm anh chị. Nhà vườn ở Bến Tre đó, bên kia cũng là mai, ở đây là cái cư xá ngân hàng. Rồi, bông màu gà, ớt, vàng thọ. Và Tết thì chúng ta không thể nào quên dưa hấu. Chúng ta không thể nào quên trái dưa hấu. Bên mâm cơm gia đình, bánh tét, bánh trưng, chậu mai nở, vài nụ mai vỡ, rất là rực rỡ. Đó, mai nở chị thấy rực rỡ không? Nụ thôi thôi nụ. Thì ở bên đây thì giá thì nó hữu nghị hơn, rẻ hơn, chứ họ bán cũng không bán cho nó hết hàng để về cây mai. Bên kia những chậu tắc. Con đường này dài thì Sinh Y cũng không có đi bộ được, để anh chị thấy cái quang cảnh trên bến dưới thuyền ở một chợ hoa Tết nghèo đây ở Sài Gòn. Nó không có băng rôn biểu ngữ gì cả, nó chỉ là đơn thuần là cái con đường Trần Xuân Soạn dọc kênh tè, người ta buôn bán thôi, cúc mâm xôi, cúc màu gà, mai nhỏ, mai lớn có đủ. Tiểu cảnh nữa, đem ra bán nữa. Đây là một cái vùng đất mới của cái khu vực địa bàn Nhà Bè năm xưa, sau đó được tách ra quận 7 để minh chứng cho cái vùng đất mới. Thì nó chúng ta có rất là nhiều nơi địa danh có chữ Tân, như là chợ Tân Kiện, Tân Thuận, Tân Mỹ, Tân Quý, vân vân. Rồi bên kia nữa anh chị, nhiều lắm. Rồi những chiếc ghe chở bông mai, bông hoa lên. Sunny sẽ chạy dài về với cầu ông lớn luôn, tắt mai. Bưởi, trời ơi, bưởi đẹp quá, bưởi quá đẹp luôn, tài lộc, tắt quất đó anh chị, tắt là quất đó. Trời ơi, cây này nó nụ, cái này là gọi là nụ bà cố luôn. Cây này nó đẹp quá, nụ bà cố luôn anh chị. Trời ơi, nụ quá trời nụ luôn kìa. Búp 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 búp. Ôi nụ kìa. Cái gốc rồi cũng ghê nữa. Rồi, chúng ta đi tiếp. Rồi, một đoạn. Chuẩn bị mai xuống. Và tương lai á, thì con đường Trần Xuân Soạn này nó ngập. Tương lai thì nó có một cái bờ kè, anh chị thấy không? Bờ kè đó dọc hai bên đây, thì tình trạng ngập nó có thể là nó giảm, nhưng mà con cái con đường thôi. Còn nhà cửa thì như thế nào anh chị? Đâu phải ai cũng có tiền để nâng nền, nâng máy. Thì nhà thì hụp xuống dưới, thì đường thì nó chảy vào nhà thôi. Nó khổ vậy á. Cuộc sống Sài Gòn thì có nơi này nơi kia, nó khổ vậy đó. Trời ơi, nguyên một cái nhà vườn đó.
mai, vạn thọ, ớt, mấy hôm nay thì đi đường nào, bất cứ con đường nào thì cũng có điểm bán cây kiển anh chị. Đường phố thì rất là nhộn nhịp, ai ai cũng tất bật, có những chiếc xe ba gác chở bông, chở cây mai, chở cây đào, rồi có người thì tự chở. Ngay chỗ cầu ông lớn thì nơi đó sau này có một cái công viên dọc dòng kênh Tẻ, hay ở đây có cái miếu bà cố, nhìn cái miếu là nhớ đến cái làng quê sông nước ngày xưa, cái miếu bên gốc cây đa. Đối với những anh chị mà biết đến cái mảnh đất này đó, con đường Trần Xuân Soạn, Nhà Bè năm xưa thì không biết như thế nào, nhưng mà thời sinh ni mà lên đây đi học đạp xe đạp năm 91 á, thì dọc hai bên phải thì là nhà sàn không anh chị, nhà sàn không. Còn bên kia thì cũng là nhà sàn, con đường Tôn Thất Thuyết. Mình đi trên đường thì mình không thấy được những cái cảnh đó, nhưng mà nhìn mé bên dọc sông thì mình sẽ thấy được. Thì khi nào xong cái này thì Cindy sẽ có một cái clip gửi anh chị. Khi mà làm cái bờ kè này thì xong, hoàn thành xong thì anh chị cũng biết rằng bao nhiêu người, bao nhiêu hộ gia đình, những chiếc ghe sống dựa trên dòng kênh Tẻ bán trái cây hàng ngày đó thì phải dời đi, chứ làm sao mà sống được. Ở đây được ví giống như là miền Tây thu nhỏ, dọc theo dòng kênh Tẻ ghe thuyền tấp nập. Buổi tối thì ở đây thì quán nhậu bình dân rất là nhiều, quán bia hơi, quán nhậu, và có những cái khu xóm hẻm để băng ra cái hướng mà khu Him Lam, quận 7. Đâu đâu cũng bán mai. Bên đây thì chúng ta không thấy xuất hiện bông đào, chỉ có bông mai thôi, mà cái chậu hồi nãy trời ơi cái nụ nó nở ra đẹp, cái nụ trời nụ nhiều bà cố luôn, đẹp quá. Chậu đó chắc cả chục triệu đó. Đây chợ Tân Kiển, chợ Tân Kiển. Bây giờ những cái chợ này bây giờ bên trong vắng lắm, họ chỉ bán lác đác bên ngoài thôi anh chị. Xa xa thì anh chị thấy cái cầu kênh Tẻ được xây dựng và thông cầu vào 2004. Nó bắt từ con đường Khánh Hội qua bên hướng quận 7. Mà con đường Khánh Hội ngày xưa thì không có đâu. Nghe các cô chú ở quận 4 chia sẻ, nó là một con đường đất đỏ số 188 Tôn Thất Thuyết. Bây giờ con đường đó rất là sầm uất, nó như con đường Hoàng Diệu. Cầu kênh Tẻ, bên kia là chợ Tôn Thất Thuyết, giao cắt con đường Tôn Đản mé bên kia đó anh chị.
đây là chiếc ghe mà anh chị rất là dễ dàng, người ta sống tạm bợ ở trên đó đó. Đó, nhìn chiếc ghe là mình sẽ hiểu ngay. Đối với người Nam đó, họ rất là những ngày Tết rất là thích trưng mai, nó rực rỡ mùa xuân cái Tết. Khi mà bước ra cửa một cái hay là bước ra phòng khách một cái thì chúng ta sẽ gặp may mắn độc chạy đó anh chị. Cái từ cây mai á, y ngắn nhưng mà người Nam mà đọc chạy chạy đó là gặp lúc nào cũng may mắn. Và cái mai thì sắc vàng, nó gần gũi, gần gũi đối với người vùng đất phương Nam. Ở đây có quán cà phê nè anh chị, mỗi lần nước lên đó mình ra uống cà phê ở đây cũng hay lắm. Cindy có uống rồi, coffee ship. Đây một dàn thọ cúc mâm xôi năm nay rất là đẹp, đẹp lắm. Cúc mâm xôi năm nay đều đẹp. Cậu này, chậu này thì Cindy có mua một chậu ở nhà ở góc phòng thôi, giá 250, kể cả cái chậu mây giá rẻ bất ngờ. Nói chung là chỗ đó là chỗ mối quen, nhưng mà nói người ta khoảng là 300, nhưng mình thì không có cần trả giá vô nhiêu, 250 thôi, lấy anh 250 thôi, ok trả. Mình không có muốn kỳ kèo tại ngày Tết mà, giống như cái lọc đầu năm vậy. Bán dừa đó, nơi đây là người ta sinh sống ngày xưa đến giờ anh chị đó, những cái ghe ta sinh sống ngày xưa đến giờ. Những cái ghe người ta sinh sống từ xưa đến giờ đó, giống như căn nhà vậy thôi. Bên kia là Tôn Đức Thuyết, rồi chúng ta đi nha. Bông hoa mốt làm bờ, cái bờ kè thì cái sớm này là phải ra đi thôi. Dừa, chuối, dưa hấu, xoài, thanh long, bông. Cuộc đời như nhánh lục bình trôi anh chị ha, bồng bềnh theo sóng nước. Mỗi người có một cái duyên phận khác nhau. Có người thì vớt nhánh lục bình để về trưng trên cái ao nhà dưỡng. Còn có những cái nhánh lục bình đó thì nó trôi dạt vào dòng kênh đen. Còn có những nhánh lục bình thì nó sẽ trôi ra sông, phải ra biển. Ta phơi gạo nè, phơi cơm khô á, cơm khô, bún khô, làm thức ăn gia súc, nghiền ra. Cái đó để người ta bán anh chị, có người đi gom á, thu mua á. Rồi trước mặt anh chị đó là cầu ông lớn. Nơi đây thì giao cắt bởi những cái dòng kênh, kênh tẻ, kênh tàu hủ, kênh đôi, kênh Bến Nghé và dòng kênh ông lớn. Còn nếu thẳng qua bên đó thì chúng ta sẽ tới cầu chữ Y. Bông hoa nhà Cindy sẽ lên cầu chữ Y luôn nha anh chị ha.
hết cầu chữ Y là chia tay anh chị ở video clip này. Đó, đây là công viên nè, chuẩn bị làm công viên nè. Khi nào mà chơi vào thì Sunny sẽ quay. Buổi chiều tà tà đi bộ quay để cho chia sẻ với anh chị hình ảnh Sài Gòn. Chắc cách này chắc qua Tết. Trước mặt anh chị đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Cái cầu này cũng xây dựng sau này. Mé bên hướng quận nhất, quận 5 đó là chợ Năng Si đó anh chị. Bắt qua con đường Dương Bá Trạc cũng về quận 7. À, nó có tên Nguyễn Văn Cừ tại vì con đường Cộng Hòa năm xưa là bây giờ là Nguyễn Văn Cừ, cái chỗ chợ Năng Si đó. Chúng ta chuẩn bị quẹo tới cầu chữ Y nha. Tới đây là con đường Phạm Thế Hiển, quận 8 rồi anh chị. Mùa này thì sớm đạo Phạm Thế Hiển tưng bừng trong cái dịp Giáng sinh. Nhưng mà bây giờ cũng buồn hiu. Chỉ có cái không khí Tết thôi. Đâu cũng có bán mai, đào, cúc, bông hoa đầy được. Sunny sẽ quẹo bên trái nha, cầu chữ Y đằng xa xa đó, quẹo trái để chúng ta lên cầu. Bán quà Tết nè, chỉ có ngày Tết thôi là vui lắm. Chở đồ đi giao nè. Chữ Y này có bên hướng quận 8 có chợ Rạch Ông. Chợ Rạch Ông cũng thuộc loại là lớn, lớn lắm. Tết thì chắc có lẽ là nhộn nhịp. Nhiều lúc cũng ham quay lắm nhưng mà sức có hạn nên gì nên chính vậy. Sunny cũng cố gắng quay, không có dám quay đại, quay đùa. Quay để trả nợ thì chán lắm. Tự mình giết chết cái đam mê của mình chán lắm. Nên quay mình phải yêu thích, mình thả hồn. Chứ mà quay nhiều mà tự động mình giết chết cái niềm yêu thích của mình. Tại vì nó sẽ theo mình, video nó theo mình hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, năm này qua năm khác mà mình không có làm theo đam mê, đến lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi, chán. Đây là cầu chữ Y anh chị ha. Nên anh vậy Sunny muốn quay lắm nhưng mà sức có hạn, mình phải nghỉ ngơi, suy nghĩ, suy ngẫm cuộc sống, cuộc đời này, rồi từ đó mình chiêm nghiệm, tự nhiên lóe ra một cái ý tưởng là mình đi quay. Rồi, mình cái nhánh này để mình xuống con đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu. Bây giờ anh chị thấy Sài Gòn nó thay đổi nhiều anh chị ha. Rồi, tới đây thì cầu chữ Y thì cũng nói lời tạm chia tay anh chị và các bạn trong cái clip này. Rất là vui thực hiện chợ hoa Tết nghèo, chợ bông Tết nghèo. Trên bến dưới thuyền ở con đường Trần Xuân Thoạn, quận 7,
để anh chị thấy nhiều sắc thái, nhiều gam màu cuộc sống của Sài Gòn như thế nào trong những ngày Tết, ngày xuân sắp tới. Và một lần nữa, chúng ta bước qua năm nhâm dần thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng an vui hạnh phúc, một năm mới tấn tài tấn lộc tấn bình an, an khang thịnh vượng. Rồi, thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái tạm biệt, mến chào.